Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Tại giải cờ vua siêu hạng Sara Master 2019, Việt Nam có hai đại diện tham dự là siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm và thần đồng cờ vua Việt Nam Nguyễn Anh Khôi. Cả hai đã có dịp đọ sức với nhau và cống hiến cho một khán giả một trận đấu không thể hấp dẫn hơn. Anh Khôi năm nay mới 14 tuổi, được coi là niềm hy vọng của cờ vua Việt Nam. Từng 3 lần vô địch thế giới các hạng tuổi U8, U10 và U12. Đặc biệt là năm 12 tuổi, anh Khôi đã trở thành nhà vô địch quốc gia trẻ nhất Việt Nam sau khi đánh bại toàn bộ các cao thủ đàn anh. Hệ số Elo của anh Khôi hiện nay là 2520. Các bạn hãy ấn like và nếu có thắc mắc về nước đi nào, các bạn hãy để lại comment, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp. Trong trận đấu này thì anh Khôi là người chơi quân trắng và Quang Liêm là người cầm quân đen. Đối đầu với một tượng đài cờ vua Việt Nam, anh Khôi tung tuyệt chiêu của mình để khởi đầu bằng nước cờ D4. Liêm đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục tiến tốt C4, đánh chiếm trung tâm. Đen đối phó lại bằng nước tốt E6. Trắng lên tốt G3, chuẩn bị phiên kép tượng lên G2. Sử dụng chính tuyệt chiêu của Quang Liêm để đối phó lại với anh. Sau một hồi suy nghĩ thì Liêm quyết định dâng tốt C5 để phản công vào trung tâm. Trắng tràn tốt qua D5 và triển khai thế trận Benoni, một trận pháp biến hóa vô cùng phức tạp và đầy dẫy chiến thuật. Đen ăn tốt D5. Trắng ăn tốt lên D5. Đen lên tốt D6 chặn đường tiến tốt của trắng. Trắng nhảy mã C3 tăng cường kiểm soát trung tâm. Đen lên tốt G6, một nước cờ quen thuộc của Quang Liêm với ý đồ là đưa tượng lên G7, kiểm soát đường chéo chiến lược A1 H8. Trắng theo kế hoạch lên tượng G2, đen cũng lên tượng G7. Trắng tiếp tục phát triển quân mã còn lại lên F3, chuẩn bị nhập thành. Khi mà tốc độ của trận đấu được đẩy lên khá cao thì đen không dám nấn ná lâu. Vua ở giữa bàn cờ, lập tức nhập thành đưa vua vào khu vực an toàn. Trắng cũng triển khai nhập thành, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen qua xe E8, chiếm lĩnh cột nửa mở E và gây áp lực đến tốt E2. Trắng đưa tượng lên F4. Nước đi này khiến đen không thể phát triển mã lên D7 và Liêm buộc phải đưa mã lên A6. Trắng qua xe E1, chuẩn bị dâng tốt E4, chiếm lĩnh trung tâm. Đen lên tượng G4, trắng đẩy tốt H3 đuổi tượng nhằm xác định lại vị trí của quân tượng. Đen đuổi tượng vào mã F3, trắng ăn tượng lên F3. Đen lùi mã về D7, mở đường cho tượng G7 uy hiếp đường chéo A1 H8. Trong trường hợp mà trắng ham ăn tốt D6 thì đen sẽ lên hậu B6 bắt tượng. Trắng chạy tượng về F4 thì đen sẽ ăn hậu B2 và quân tượng G7 của đen sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Chính vì vậy mà bên trắng đã không ăn tốt D6 mà bình tĩnh lùi tượng về G2 để chờ đợi. Đen đưa mã lên chiếm lĩnh vị trí trung tâm E5. Trắng cũng đáp trả đưa mã lên E4, gia tăng áp lực lên tốt D6. Đen lùi mã về C7, mở đường cho các tốt cánh hậu tiến lên. Trắng qua xe C1, với sức mạnh của quân tượng ở G7 thì đen lập tức dâng tốt A5, chính thức phát động cuộc phản công bên cánh hậu. Trắng cũng tiến tốt G4, tìm đường tấn công lại bên cánh vua. Đen tiếp tục dâng tốt B5 để yểm trợ. Trắng lên tượng G5 đuổi hậu đen nhằm mục đích đưa mã vào F6, chiếu, thủ tiêu quân tượng nguy hiểm. Phán đoán được điều này thì đen đã không chạy hậu mà lên tốt F6 đuổi tượng, khiến trắng lại phải chạy tượng về H4. Thừa thế xông lên, đen tiếp tục tràn tốt qua A4. Trắng lên tốt B3 nhằm hóa giải sức mạnh của đàn tốt đen ở bên cánh hậu. Đen đổi tốt vào B3, trắng ăn tốt lên B3. Khi mà cột A đã mở toang, đen lao xe xuống A3 gây áp lực lên tốt B3 và giải phóng ô cho các quân nặng qua A8 để kiểm soát cột mở A. Trắng lên tốt E3 chuẩn bị dâng tốt F4, hòng tổ chức phản công lại bên cánh vua. Phán đoán được điều này thì đen nhanh chóng chạy mã về F7. Trắng lên hậu C2 củng cố thế trận. Đen tiến tốt sang B4, giải phóng ô cho mã lên B5 tham chiến. Trắng theo kế hoạch đẩy tốt F4. Đen đưa hậu lên E7, gia tăng áp lực lên cột nửa mở E. Trắng sang xe D1 và bảo vệ tốt D5. Đen triển khai mã lên D5, tăng cường quân tấn công cánh hậu. Trắng lên hậu C4 đuổi mã. Đen qua xe B8 bảo vệ. Trắng nâng xe lên D2,
bảo vệ hàng ngang trọng yếu số 2 và ngăn chặn đen xâm nhập hàng ngang số 2 quan trọng này. Chưa làm gì được trắng thì đen đã tạm thời né vua vào H8 để chờ đợi. Trắng chuyển tượng về F1, đen đưa mã tiến vào C3, khuấy đảo hàng phòng ngự của trắng. Trường hợp trắng đổi mã vào C3 thì đen sẽ ăn tốt xuống C3. Trắng ăn tốt C3 thì đen sẽ ăn xe và tốt B3 tấn công hậu. Trắng chạy hậu về C2, đen sẽ ăn tốt E3 và đen sẽ có một thế trận tấn công mạnh. Do đó thì trắng đã sách mã chạy về G3 tránh giao chiến. Không còn chịu áp lực và tốt D6, đen đưa hậu về E8 tìm kiếm cơ hội phản công. Trắng lùi mã về H1 mở đường cho tượng lui về phòng thủ. Đen chồng xe qua A8 và hoàn toàn làm chủ cột nửa mở A. Trắng theo kế hoạch đưa tượng về F2 bảo vệ tốt E3 và che chắn hàng ngang số 2. Đen lùi mã về D8. Thế trận dường như là đang nghiêng về bên đen với sự kiểm soát cột mở A. Xe đen có thể tiến xuống uy hiếp hàng ngang số 1 và số 2 của trắng. Với quyết tâm giành lại thế chủ động trên chiến trường, trắng sử dụng cặp xe đang khống chế hai cột E và D để dâng tốt E4, chuẩn bị tràn sang E5 đột phá ở trung tâm. Thấy vậy, đen lại di chuyển mã lên F7 giữ chặt điểm E5. Không còn gì để mất, trắng liều lĩnh tràn tốt sang G5, giả vờ mở một mặt trận tấn công cánh vua. Đen ăn tốt lên G5, chỉ chờ có thế, trắng tràn tốt xuống E5, đột phá thẳng vào trận địa chính ở trung tâm. Trước diễn biến thế trận hết sức phức tạp, sau khoảng 30 phút suy nghĩ, Quang Liêm quyết định ăn tốt F4. Trắng lập tức ăn tốt qua D6 mở đường cho xe tấn công hậu. Đen chạy hậu qua D8 bắt tốt D6. Trắng ăn hậu F4, đen ăn mã lên D6. Trắng tiếp tục ăn tượng vào tốt C5 và uy hiếp mã đen. Sau cú đòn phản công ở trung tâm của trắng, thế trận xoay chiều rất nhanh và cuộc tấn công cánh hậu của đen đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Đen luống cuống chạy mã lên F5. Trắng hùng hổ tiến tốt xuống D6. Đen lên hậu D7 chặn đường xuống của tốt trắng. Trắng đưa mã lên G3 gạ đổi lấy quân mã mạnh của đen. Đen đổi mã vào G3, trắng ăn hậu về G3. Đen ăn xe qua B3 tạo tốt thông cột B, khiến mối đe dọa này trở nên đáng sợ hơn đối với trắng khi mà mã đen đã đứng sẵn ở C3 kiểm soát ô phong cấp B1. Không chần chừ, trắng lên hậu G4 gạ đổi hậu để dọn đường cho tốt xuống phong cấp. Nếu chạy hậu thì sẽ mất tem nên đen đã đành phải đổi hậu vào G4. Trắng ăn tốt lên G4, không thể chặn tốt trắng xuống D7. Đen đành phải lên tượng F6 giữ vững ô phong cấp ở D8. Với sự hỗ trợ của cặp xe, trắng tiếp tục tiến tốt xuống D7, dọa xuống xe E8 chiếu. Đen buộc phải sách vua chạy lên G7 để né đòn. Tuy nhiên nước đi này đã nằm trong tính toán của anh Khôi và thần đồng cờ vua đã lạnh lùng tiến tốt G5 truy sát tượng. Đen ăn tượng lên G5, chỉ chờ có thế, trắng nhẹ nhàng lùi tượng về D4 chiếu. Nước cờ tưởng chừng vô hại này lại khiến Quang Liêm toát mồ hôi và sau một hồi suy nghĩ biết không còn có thể chống đỡ. Liêm đành dừng đồng hồ xin thua để tránh khỏi bị hành hạ. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Chiến thắng trước tượng đài cờ vua Lê Quang Liêm giúp thần đồng cờ vua Việt Nam vươn lên bắt kịp top đầu giải cờ vua siêu hạng Sara Master 2019. Đúng là tre chưa già, măng đã mọc. Xin chúc mừng Nguyễn Anh Khôi. Các bạn nhấn like để cổ vũ cho thần đồng cờ vua Nguyễn Anh Khôi tiếp bước đàn anh Lê Quang Liêm trở thành siêu đại kiện tướng thứ 2 của Việt Nam. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký
hoặc subscribe kênh để tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.